Năm nay là thìn nè, bởi vì mình gắng lo niệm Phật đi, từ từ mình sẽ biết. Tại vì thầy nói là chưa, thầy lời thầy để lại có mà sao chưa. Khi như thấy tên bay đường dinh nhục buổi mai một lát, ai phú quý chờ vào đài ra cát, ta điên khùng thương hết thấy trần. Đó, bây giờ đó, nó bây giờ hỏi chứ có mỗi phút mỗi thầy không? Ủa lại Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì bà con thấy thời đại này là cái cảnh khổ nó đang tiến tới gần, trong khi thầy nói cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mây. Đó, đó, bởi vậy cho nên rồi thầy nói ôi khổ thảm bốn bề sống dậy ha, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên đó bà con. Bởi vậy cho nên rồi với lại cái thời cuộc này là nhìn thương trần nước mắt gưng gưng đó. Bởi vậy cho nên bà con gắng lo tu hiền cúng lại niệm Phật. Với lại là hồi đời xưa người ta tu giỏi lắm, mà mình bây giờ mình tu dở hạch là bà con ơi. Tu dở mà còn không lo tu nữa thì dĩ nhiên thầy bỏ mình chết trôi sông lạc chợ luôn. Là coi như mình gắng mình lo mình tu cho mạnh lên nghe bà con. Tại vì thầy nói á, tu mà nạn yếu thì mạnh sầu bên lưng đó. Rồi thầy nói là mạnh ai thì nấy kéo lèo đó, ai mà giỏi đặng thì qua đèo trong gai đó. Bởi vì mình gắng mình tu đi. Rồi bây giờ bà con thấy không, ở trên núi mà nước còn là khô cạn, đồng khô cỏ cháy đó. Bởi vì sau này là sơn băng thủy kiệt, khùng thảm thương bá tánh quá chừng đó bà con, khổ dữ lắm bà con ơi. Rồi sau nữa là quay ngang chừng đó là e xăng dầu hết điện nữa đó bà con. Xăng không còn phát quả nghe, là coi như là điện không còn cháy nữa. Bởi vậy cho nên là bởi thầy nói á, có quạt máy lại phụ quạt mo đó nghe bà con. Đến chừng hết điện quạt mo đắt tiền. Bởi vậy cho nên sẽ có tới cái diễn tới cảnh đó nữa. Cho nên mình phải gắng lo tu hiền gấp rút thời kỳ bây giờ nè. Bởi vậy là ngày xưa có nhiều mẫu chuyện về bên thầy rất là hay lắm bà con. Thầy dạy mình là tu tắc nè, đời mình sống như vậy là tu tắc nha bà con. Còn khi mình chết rồi, linh hồn của mình sẽ là tu quanh đó, tu không có nhanh lẹ. Thầy dạy mình là cái mẫu chuyện của ông Hai Quê và ông Ba Ngà đó bà con. Thầy dạy tu tắc có nghĩa là thầy nói mình là còn sống như vậy nè, mình lo mình làm lành lánh giữ với mình, giúp đỡ người già cả ốm đau bệnh tật nè, là tu tắc nha bà con. Vừa lo làm phước vừa lo tu hiền, đó là tu tắc, tu rất là nhanh. Rồi trong khi thầy nói cấm ăn cơm ba nhà nữa nghe bà con. Bà con nên biết những cái con đường này là đi vào những con đường lạc đạo. Lạc đạo thì chắc chắn người đó sẽ không còn. Tại vì thầy nói cấm ăn cơm ba nhà là nhà nào? Là tại vì ngày xưa ông Tám đó là thầy ghé nhà ông chơi, là thầy đã dạy ông cấm ăn cơm ba nhà. Ông mới bảo dạ thưa thầy, cấm ăn cơm ba nhà là nhà nào vậy thầy? Trên thế gian này nhiều nhà lắm, thầy cấm nhà nào thầy nói cho con biết là con tránh. Thầy mới nói là tôi nói cho ông nghe là nhà ba nhà. Nhà thứ nhất là chiên nuôi súc vật. Yeah. Hé bà con. Nhà thứ nhì mua bán súc vật. Nhà thứ ba làm nghề hạ bạc. Ba nhà này là cho phạm giới trong giới cấm của thầy. Mà nếu ai là người cư sĩ tại gia mà còn nằm trong ba cái nghề này thì bà con nên dẹp gác. Chớ nếu để sau này nhất định người này sẽ không còn sống, là dám là án mạnh luôn đó bà con. Đây là tội, tại thầy đã cấm mà mình vẫn ngang bướng mình làm. Bởi thầy nói tâm kẻ hung làm chuyện cố lì nè, chớ chẳng sợ mang điều tội phước. Bà con nên nhớ kỹ nha. Tại vì thầy nói mình làm trong những cái nghề này là nghề nghiệp sát không à. Chiên nuôi súc vật có nghĩa là mình nuôi cho lớn lên bán lấy tiền làm giàu, tội nghe bà con. Mua bán súc vật, mua bán để cho người ta giết chết. Rồi làm nghề hạ bạc là nghề đánh cá giăng câu, rất là tội nghe bà con. Bởi vì ai mà nằm phải trong ba cái tớp này, xin bà con là nên bỏ đi, là kiếm nghề lương thiện mà làm. Tại vì thầy cũng có dạy nè, nghề làm nông là thiện nè, nghề thợ mộc là thiện nè, nghề mai là thiện. Mình kiếm nghề nào thiện mà mình làm để mình bớt đi tội phước, để mình tu hành tinh tấn, mình lên mình vượt qua khỏi là địa ngục đó bà con, sanh tử luân hồi luôn đó. Tại vì thầy nói là
gì kẻ gì kẻ ác hai quỷ giao kề đó dẫn về địa ngục nhiều bề khảo tra đó nghe bà con. Bởi vậy cho nên mình nên làm thiện và lo tu hiền, cầu thầy cứu độ linh hồn của mình. Còn nếu mình ở đây mình cứ danh lợi trên thể xác người khác, mình giết chết người ta để mình làm giàu là tội với thầy à. Người đời cũng tội mà người tu cũng tội luôn. Bởi vì cho nên đời bây giờ bà con nhìn thấy đi, bởi vì thầy nói đời ám u chứ tội trạng thảm thai lắm, nhiều lắm bà con. Đó, rồi bắt đầu nè, diễn biến từ từ nè, bà con thấy Tiền Giang ở đâu mà nước dưng, nước dưng ngập đến Gò Cao, lửa đâu mà dậy cháy lao sao khắp cùng. Chưa tới nghe bà con, từ từ sẽ tới. Bởi vì cho nên thời về kỳ bây giờ là mình còn mình chị nè, chưa có chết chóc nhiều nè. Nên thành ra mình gắng mình lo mình tu niệm Phật đi, đặng mình vượt qua cái ải này nè. Chứ nếu không tu là tới chừng đó nghe, ổng nói nè, vừa chạy vừa khóc như mưa nghe, trốn đâu cho khỏi binh người ổng phương nghe. Rồi ổng còn nói nữa là khổ với thảm ngày nay có mấy nghe bà con, chứ sợ mai sau giờ thấy là bay hồn luôn, bay hồn luôn, trừ tà gian còn thiện mới được tồn. Bà con biết tà gian là gì không? Tu hành cúng lại niệm Phật niệm tà không cũng là tà gian nghe bà con. Tại vì mình cúng lại lấy có là tà nghe bà con. Còn thầy nói nè, bây giờ bất luận người nào ha, không dùng của thế sắc màu cũng không, là thầy nói là để đầu đanh là tà nghe bà con, cũng nằm trong tà nữa, vô sát ra sát là tà, còn dùng tiền bạc là tà, còn dùng màu sắc là tà, tất cả là tà. Bởi vì thầy mới diệt tà lập chánh đành dành, ba màu nắm chặt nam thành sử phân, là ai là chánh? Bởi bà con phải đi đúng con đường chánh của thầy mới còn được còn sống nha. Còn ông Tứ Thánh nói chi tầm tà chánh thì ta mới còn, có nghĩa là ý ông nói là mình phải biết đâu là tà đâu là chánh, mình đặng mình đi theo mới còn nghe bà con. Nó rồi thầy nói nè, phước huệ song tu chân tâm mới chánh, thầy dạy hết trơn rồi. Thì mình cứ đi phước huệ song tu, mình làm phước mình về cúng lại, tâm mình phải thiện phải hiền, phải diệt tham sân si, đó là chánh đó, chánh đạo của thầy dạy bác chánh đạo đó nghe bà con. Rồi ông nói nè, chánh sáu đường cũng đặng về thân, nhờ hai chữ chung quân ái quốc. Bởi vậy cho nên mình gắng mình lo mình đi theo con đường chánh của thầy đi. Bà con nên biết là cái chữ tu này khó lắm. Tại thì thầy nói chữ tu không phải lời thời, mà không nhớ đến thì khó kề tiên bang. Đó. Mà mình không lo tu hiền cũng lại, mà tu mà không chịu ngồi pháp môn tịnh độ là làm sao người đó thành được bà con. Thầy nói là xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, tu nhân thì quá trôi. Đó. Bây giờ niệm thử mà coi lẽ nào. Đó. Bởi vậy cho nên bà con, thầy ngày xưa người ta tu ai cũng phải ngồi pháp môn tịnh độ chứ, này bà gì đâu mà bà con tu bây giờ tôi thấy muốn sung sướng không mà làm sao mình được về thần thánh tiên được. Bà Quan Âm Diệu Thiện ngày xưa nghe bà con, người ta tu khổ mình đó, nhưng mà 4 năm chứng đạo chuyện gì cũng thông đó, thường ngồi trong điện tịnh yên mà biết rõ chư pháp muôn duyên bên ngoài nghe bà con. 4 năm thôi, tại vì bà cũng ngồi pháp môn tịnh độ nữa đó, bà ngồi trong điện bà tịnh 4 năm đó, ngồi đó. Bởi vì mình bây giờ mình tu thì thầy nói nè, gán bắt chước làm theo Phật Thánh đó, theo dõi gót người xưa mới kịp đó, cơ hội này là bà con nên theo dõi gót người xưa mới kịp nè. Rồi thầy nói tu nhất kiếp, là thầy nói tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ đến tội rồi mới hối muộn màng đó. Bởi vì mình phải tu, gán tu theo dõi gót người xưa, mình tu theo người ta cực như thế nào mình phải cực như thế đấy, chứ không phải mình tu sương sướng mà mình được đâu. Bà tu đến nỗi ha, cha bà đưa bà lên chùa cho bà ở nghe bà con, cho chịu cực khổ đặng nản ngã. Bà đâu có nản ngã, thậm chí ông tức giận đến nỗi mà trên một tháng trước sau lòng bà như nhất vẫn lơ tu hoài. Ông giận ông kêu chiền lên bắt bà là đốt cả chùa, đốt cho bà ở trong chùa bà chết luôn đó bà con. Mà bà là tăng ni trong chùa không chạy ra được nghe bà con, khổ lắm. Lúc đó quýnh loạn rồi, bắt đầu bà ha, bà mới cắn tay lấy máu cầu mà Như Lai. Bỗng đâu sấm chớp liên miên, mưa to một trận cứu yên cả chùa. Bà con thấy sự màu nhiệm không? Nếu mình tu hiền, thầy nói là tu hành nguyện ước cầu mai, thượng quân hồi phục là ngài an cư. Bởi vì cho nên, nếu mình là người tu thật tâm chính chắn, nếu mình giái đâu, thầy sẽ độ đó bà con. Tại vì thầy nói người tu hiền có Phật lo, người không tu trời do tiêu tàn. Nên thành ra mình gán mình lo tu đi. Cũng nói giàu nghèo chứ khá mà lo, bền lòng niệm Phật trời cho duyên lành.
Bởi vậy cho nên mình đừng có lo giàu lo nghèo chứ á, đừng có lo chết chóc bệnh hoạn tai nạn gì, mình cứ lo niệm Phật, ngồi pháp môn tịnh độ của thầy, gán 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 ngồi nghe bà con. Đó, mình ngồi không được nhiều thì ngồi hai thời cũng được. Tại vì thầy nói phiên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Đó, tu tỉnh nha, chứ không phải tu mê nha bà con, tu là phải tỉnh. Mà tỉnh là tỉnh như thế nào? Thầy đã dạy hết trơn rồi, tu biết cách như đường biết đát á. Đường đát gành thì dựa xe lon. Còn mình không biết cách rồi, không biết mình dựa xe gì nữa bà con. Bởi vì mình gắng mình lo mình tu đi. Dạ, nhiều như, lắm. Như thầy nói là đến những đó bốn phương có vật ở khắp phần học thiết thiết tha. Như vậy thì kiếm chữ ma ha là như đó là ý thầy nói là mình như làm cái gì, làm sao để mình tránh đi. Khắp quần cầu bốn phương có vật. Đến bốn phương có vật là đâu đâu cũng có vật, có chiến tranh tàn khốc đó. Là mình đi đâu cũng khỏi khóc hoàn cầu thiết thiết tha tha, là có nghĩa là thiết tha là khổ khóc quá trời khóc mới có cảnh thiết tha. Rồi kiếm chữ ma ha là sớm kiếm chữ ma ha là kiếm từ ngay bây giờ nè, ngay từ bây giờ đời đang bình trị nè, mình phải kiếm chữ ma ha. Là ma ha là ý nghĩa là tiếng tiếng Phạn đó bà con, nhưng mà ma ha này cũng là sáu chữ Di Đà. Yeah. Dịch nghĩa ra Việt Nam là sáu chữ Di Đà. À, đại đạo đó. Còn cái kiểu mà Maha là tiếng Phạn của nước Ấn Độ thôi. Nhưng mà cũng dạy chung một nghĩa. Tại vì Thích Ca xuống đây là thầy nói là noi theo chí Thích Ca ngày trước. Bởi vì cho nên mình phải, hồi đó Thích Ca còn ở tại thế, ngài cũng ngồi không đó bà con, thấy không, coi lịch sử của ngài, ngài cũng ngồi tịnh độ theo gốc cây gốc chuối không, chứ ngài đâu có. Mà người ta ngồi vậy ta phải kiếm những nơi thanh tịnh. Tại sao ngài không tu tại gia mà ngài bỏ vào gần thiên nước độc đặng tu, đặng mà để tìm đạo mà ra độ chúng sanh. Còn mình bây giờ mình tu tại gia thì khó hơn người ta, nhưng mà mình phải cúng lại phải cho nghiêm chỉnh nghiêm trang. Vậy thì thầy nói là dân chứ nên làm bướng làm càng nghe bà con. Ổng chơi mình đó, trong lúc đó mà niệm cho lấy có nghĩa là mình niệm lấy có là tà niệm không đó, không phải chánh niệm, là dĩ nhiên mình sẽ chết. Bởi vì bà con phải biết cách tu mà giữ giới là mới có thể giữ giới, rồi ngồi pháp môn độ từ từ Phật cũng quá tánh tình cho mình. Năm nay là thìn nè, mà năm thìn mới nữ canh là gúc nanh, là khắp trong bá tánh thất thanh hải hùng, là có nghĩa là cảnh khổ mà bà con chờ coi như thế nào ha. Tại vì thiên cơ là thầy nói thiên cơ bất khả lậu, nếu bàn chúng á thì mình có lỗi, bàn chặt mình có tội. Bởi vì cho nên ổng nói con rồng mới nửa gốc nanh là có nghĩa là ý nghĩa là nửa năm rồng. Cho nên mình để coi, mình gắng lo tu rồi mình để coi. Chứ bà con đừng có nói chung mình thiên cơ mình không dám tiết lộ. Rồi bởi vì mình gắng lo niệm Phật đi, từ từ mình sẽ biết. Tại vì thầy nói là chưa thầy, lời thầy để lại có mà sao chưa. Chưa là với kẻ chẳng ưa. Chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu là coi như là người tu hiền mà cao cấp ta biết chân đó bà con. Bởi vì ta lo tu dữ lắm. Mà phiên mình mà mình không tu thì tới đó mình có cầu cạnh, có kêu cứu người ta cũng bỏ mình luôn đó nha. Bởi vì cho nên bây giờ mình gắng lo tu đi. Ai có thiện căn sớm lại cửa thiền nè. Câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Thầy nói rõ ràng mà mình niệm Phật đi, mình chờ ngày kết cuộc đó. Chung cuộc là kết cuộc thầy về. Rồi còn nữa nghe bà con, sau này thầy sẽ là về để mà cứu tín đồ của thầy, là gứ nước ở trong 20-25 cái lưu má vú mà thầy chuyển về từ hồi ngàn xưa cho tới bây giờ đó bà con, là để đó đó, để chờ thời cơ để thầy về thầy cứu nước, gứ chúng ai thì người đó hết nấy đó, là để cứu tín đồ của thầy chứ không phải cứu người đời nghe bà con. Cứu tín đồ của thầy xong rồi thầy sẽ vắng mặt 10 ngày đó, thầy đi nữa chứ không phải thầy cứu xong rồi thôi đâu. Thầy vắng mặt 10 ngày là tại vì sao? Ông Út hỏi sao thầy đi sớm quá vậy thầy? Thầy nói là vì thầy phải vắng mặt 10 ngày cho tín đồ của thầy trả quả. Trả quả là vì sao? Trả quả là khi đó ông Âm Trè ông nổi lên, ông nuốt người hung. Đó, người tu dối, người tu tà là ông nuốt hết. Chứ nếu ở lại thì thầy nói sao khỏi động lòng. Mà ra tay bắt nó sớm thì có lỗi với thiên đình bà con. Cho nên thầy về cứu xong rồi thầy vắng mặt để cho tín đồ trả quả. Còn bây giờ nè, thầy nói tuy tôi vắng mặt mà ở nhà có chư thần ghi tội cho mình nghe bà con. Cuốn nào cũng lấy giày cộm đó. Khi nào mà thầy trở về là chư thần văn nạp sổ đó, là coi là... Bởi vậy thầy nói nè, là tương dưa giữ phận cho tròn ha. Cuối niên Thân Dậu mắt còn sẽ phân. Là cuối năm Thân Dậu đó bà con.
ai còn ai mất tới đó sẽ biết. Cho nên mình bây giờ mình phải tương dưa giữ phận cho tròn. Coi như là mình tu hành là mình phải tu một đời một đạo mình cho đến ngày chung thân. Phải giữ cái lòng bền, phải trung thành với đạo nghe bà con. Đừng có mà mê danh mê lợi rồi nản ngã đạo đức sau này. Người ta bỏ mình khổ lắm nghe bà con. Trên đời này không có gì đổi bằng cái đạo của thầy. Mà thầy đã lâm phàm xuống đây rồi. Bây giờ bà con thấy không, thầy đã vắng mặt rồi. Bà con nghĩ thầy đi đâu? Thầy vắng mặt chứ, nhưng mà xác thầy đó là thầy nói xác trần để lại làm quà. Lời thăm bốn phía ngọc tò ta lui. Mà khi thầy nói khi thầy trở về là thầy sẽ trở về nguyên xác cũ. Nguyên xác cũ là thầy nói xuyên bổn đạo nhìn thầy cho kỹ nha. Thầy trở về nguyên xác cũ. Đó, cho nên bà con bây giờ gắng lo tu hiền đi, sau này thầy trở lại. Tại vì bây giờ thầy cũng chắc là về một cái là cái cung của thầy rồi, cho nên Tây Phương Cực Lạc không ngồi tòa sen đó. Tây Phương Cực Lạc không ngồi tòa sen đó, cho nên bây giờ mình lo tu, sau này thầy trở lại thầy cứu mình đó. Mà thầy về nguyên sắc cũ, mà thầy về ở tại đâu? Ngày xưa có một cái mẫu chuyện là thầy nói sau này thầy về thầy sẽ ngồi tại cái bộ ngựa ở dưới tổ đình đó bà con. Thầy sẽ ngồi tại bộ ngựa này mới phải là thầy. Ngồi sau lưng không phải thầy, trước mặt không phải thầy. Cho nên sau này dễ lầm lắm nghe bà con. Lầm đường lạc đạo lắm nghe bà con. Bởi vì bà con tu làm sao mà mình có nhãn quan để mình dòm và phán xét mọi việc. Tại vì thầy nói rồi là dù việc người hay việc của ta, ta cũng nên phán xét cho tường cho tặng rồi mới nói ra nghe bà con. Bởi vì cho nên là cái việc gì cũng vậy, dù đời hay đạo mình cũng dòm, mình để ý suy nghĩ coi có đúng như vậy không. Đặng sau này mình dòm thầy mới được nghe, chứ thôi mình lạc đạo là thầy bỏ mình luôn đó. Bởi vì bà con gắng lên, là thầy kêu mình đó là thầy xuống đây thầy vắng mặt lâu lắm rồi đó bà con. Hồi cái thời thầy ra đời là mình chưa có sanh ra nữa. Có lúc đó ông bà tổ tiên mình có thôi, mình chưa sanh ra. Bây giờ thầy vắng mặt mình chỉ ôm giáo pháp thầy mình tu thôi. Mà không chịu lo tu nữa rồi sau này làm sao mà thầy cứu, mà tới chừng thầy về rồi ha. Sau này thầy về là có người là đập đầu vô gốc dừa chết đó bà con. Có thẹn với thầy. Gặp thầy nhưng mà thầy không cứu, thẹn đập đầu vô gốc dừa tự dặn. Đó là mấy người không tu hả chị? Mấy người tu mà tu không có đúng với con đường của thầy chỉ. Đi lầm đường lạc lối. Cho nên tức, gặp thầy rồi mà tức. Không thầy bỏ, tức đập đầu vô gốc dừa chết nha bà con. Bởi vì thầy nói nè, sao lọc lại dích tì cũng chê đó, bởi vì có một miếng cũng chê nữa. Bởi vì mình gán làm sao cho thầy đừng có chê á. Nó, điều thứ nhất là mình nên xả thân cầu đạo. Trước mắt là mình phải con người của chúng ta sanh trên đời này là điều đau khổ, cho nên mình phải xả thân cầu đạo, phải phước huệ song tu là sẽ còn. Dạ, yeah, hôm nay chị mình cầu nguyện là hàng ngày mình cúng lại mình cầu á, cho mà cái kỳ ba này nó đừng có tới được không chị? Không được. Tại vì thời cơ là ông nói tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi. Thiên cơ người ta đã định sẵn rồi bà con. Cho nên là mình cầu nguyện cỡ nào cũng không có tránh được. Tại vì thầy nói rồi, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu rồi. Ông nuôi dưỡng mình lâu lắm rồi. Nay tặng việc rồi. Phải lập đời trở lại. Đó. Bởi vậy cho nên dù cho mình cầu nguyện thì mình sau này mình sẽ còn sống. Mình sẽ được thầy cứu. Còn ai không tu thì chết, nhưng cái đời này vẫn phải lập lại. Tại vì thầy nói là lập lại thượng quân đặng mà lập lại đời thượng quân thánh đức để người hiền đức mới phò chân chúa, là có nghĩa là lập lại, chứ để cái đời này hoài thì sao được. Đỡ đỡ hạ quân này hết đời rồi, lâu dữ lắm rồi. Dù cho mình tu thì thầy nói một câu niệm Phật nhà nhà bình an đó. Cho nên mình gán niệm Phật sau này mình sẽ bình an. Đó, tu cầu bệnh tật tiêu tan nè. Tu cầu chống hết binh đao nè. Từ bi hỷ xã Phật ban phép lành. Có nghĩa là mình tu là mình được cầu nhiều lắm bà con. Cầu nhiều lắm bởi vì gán lo tu. Bài ngũ nguyện của thầy ha là cầu hết cả cho mình và bá tánh dạng dân củ quyền thất tổ cha mẹ mình nữa nghe bà con. Nhiều dữ lắm bởi vì mình phải tu cầu. Đó. Tu cầu Phật quá tánh tình ha. Đó. Bởi vì Phật sau này mình tu như vậy hoài đó, cái tâm cái tánh mình không bao giờ mình sửa được, mà nhờ Phật nghe bà con. Nhờ Phật xây chuyển, nhờ Phật thay đổi cho mình. Rồi sau này những người còn được sống sót là lúa thơm gạo cội, là những người tu hành cao công quả không có nghe bà con.
Sao? Tại vì thầy nó chọn những đấng tu hành cao công quả không đó, là có nghĩa là công lao người ta dài lắm. Người ta lo tu hành, tu tập rất là dài công lao. Họ chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, ngừ đủ các thiện căn để đại đạo giáo truyền, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Bởi vậy bà con ai muốn còn sống, gắng lo tu theo thầy. Thầy dạy như thế nào phải làm như thế nấy, để thầy nói làm theo lời chỉ thì ngài gài gặp ta. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Đó cho nên bà con gắng nghe, gắng làm theo lời thầy. Bởi thầy nói những cái lời của thầy để lại từ trong giáo lý của thầy. Rồi thầy cũng ra giảng kinh nhóc đi Phật, những vị Phật ngày xưa ra đó, thầy kêu mình đó là phải dòm Phật tiên nói chí. Dạ, chị thì trong giáo lý của Đức Thầy đó có để là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, chấp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bỏ không toàn tánh mạng. Có chỗ thì thầy nói là nghèo dưới đối từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang muốn thiết ra hoài. Là ngụ ý là thầy nói hai đồng gian nó như thế nào chị? Mà đau nhiều chứng dị kỳ khó kể là tại vì thầy đau nhiều chứng dị kỳ khó kể là những cái bệnh vừa qua là Covid đó là đã có rồi, Trung Quốc có rồi, nước ngoài có rồi, mà thầy nói dương gian sắp dướng bệnh trời từ đây là những bệnh lạ đó bà con. Trên thế gian này xảy ra nhiều chứng bệnh lạ, chẳng hạn như bà con lên mạng bà con thấy ông đó nói toàn thân ổng 1111 gì không, bệnh đó là bệnh quái lạ nhất thế giới mà người nào mắc phải đó là trời kêu ai nói dạ đâu rồi, tại không tu. Bởi vì thầy nói là dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa là tại mình không có lo tu hiền nên mình bị, và cái đó là bệnh trời đó bà con, bệnh trời đưa xuống. Còn ông nói là nghèo với đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang bố thiết ta hoài đó. Thì cảnh nghèo với đói thì thầy đã nói rồi, từ từ sẽ có đói rồi mới có nghèo. Nghèo có nghĩa là dân chúng mình bằng ăn không được nè bà con, từ từ mới có nè, chứ giờ còn chưa sao. Từ từ bằng ăn không được mới có đói, đói rồi mới có là cướp bóc, là cướp của giết người, mới là nó mới loạn lên đó bà con. Nó mới loạn là bởi vì sau này nhà giàu á nó sẽ vô cướp trước. Cướp trước thì nhà giàu sẽ đói trước, nhà nghèo đói sau. Đó, nghèo với đói từ đây sẽ biết thì từ từ sẽ biết. Còn bây giờ còn bình chị gán lo niệm Phật đi. Gán lo làm ăn gì? Gán lo làm ăn. Lo là vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chất. Thầy nói phiên đừng xài phí ra qua. Đó, mình cũng đừng xài phí ra qua nghe bà con. Ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu, ăn năn kẻo uổng công phu. Đó, thầy kia mình phải ăn năn từ ngay bây giờ nghe bà con. Đừng có để tới, đám nói rồi, đừng có để tới sấm nổ gian thinh e bá tánh, ăn năn đã muộn nghe bà con. Muộn á, để tới sấm nổ là muộn. Bởi vì bây giờ thầy nói, tu gấp, đời cùng tu gấp. Đó, đời này cùng rồi tu gấp mới kịp thì. Đó, bởi vì bà con gắng lo tu gấp đi. Bà con ơi nên gắng lo tu hành, tu ít, tu nhiều không được cũng gắng tu ít. Tu quyết chiến quyết liệt theo thầy đặng được thầy cứu nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc bà con trong nước ngoài nước nhiều sức khỏe và gắng lo tu hành tinh tấn đặng được gặp thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài chờ đợi con hiền nôi tục cổ. Tới đời thượng cổ mới liễu hòa mai. Là cái nó thầy nói lâu rồi mà cái trong thái bửu sơn kỳ hương là nó sẽ núi này, bảy cái núi này nó có trước Đức Phật Tây An ra đời lặng. Thành ra Đức Phật Tây An ra đời thái bửu sơn kỳ hương nó sẽ chùm hết trơn rồi. Cái này của ông Phật, ông Phật thầy Tây An ông sai Đức Cố cấm một căn, cái thứ nhất là cho núi cấm số năm á ngang, rồi thứ bốn á là ở Kiên Giang, thứ ba á là ở ngoài núi Sam ngoài này nè, đó bà bài ngoài này nè, rồi chỗ ông Thẻ đó, rồi ở dưới ở ngoài số 1 ở Vĩnh Hành. Là cái này là của ông Phật thầy Tây An không sai, thật tấm là của mình rồi, chứ Trung Quốc nó muốn lấy rồi, nó lâm le nó không có cho mình yên ổn, nó muốn lấy rồi, nó yếm bùa rồi. Ông Phật thầy Tây An kêu ông cố gỡ bùa, gỡ bùa mới chấn cái gốc thẻ xuống là lỗi của mình, phải không? Cái Phật mới gỡ bùa của thằng Trung Quốc được đó. Thành ra nó cái tích nó hơi xa sâu dù dào lắm, mà giờ con nó thấy bốn sơn người hương người ta phải gành rồi nó, cho nên Đức Thầy mới dám nói. Chứ mình nhiều khi mấy chục năm nay Út tu, Út không có nói cái vụ mà sắp nổ rừng mà ruột năm non có cắt đài, Út cũng không có nói luôn. Út thuộc mà Út không có nói luôn. Út coi Út có ăn tương không,
Út có làm từ thiện không đồng không, Út có cúng lại sớm chiều không, Út có ăn chay niệm Phật không, làm phước làm lành không, thì cái cảnh này mình mới có sống sót nổi. Yeah. Rừng lâm là con dòm nút cấm này, là rừng lâm là cây đá đó. Yeah. Thấy không? Yeah. Đó, thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài, bây giờ theo mình nói mà mình không có chứng minh là ta nói mình nói dốc này kia, chứ mình biết cái gì mình nói. Yeah. Bây giờ theo mình chuyện bên thầy của mình, thì đức thầy sai ông tổ ma đem cái thơ vô ruột năm non nút cấm á. Ruột năm non có các đài trống á, giờ hơn có các đài rồi, có lầu đài núi cấm lộ nay mai, thấy không, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài đó. Thành ra bây giờ sai ông xuống, ông đi vô trống, cái ông thấy thầy trống á, thầy mới thì có người nhân thơ đi về đi, rồi ông về gặp đức thầy ngồi hòa hảo á, thầy ơi sao nãy con đi vô trống con gặp cái thần ai mà quá trời nhiều luôn. Yeah. Đức thầy ông nói cái thần Bích Ngọc đó, cái thần Bích Ngọc của đức thầy, chừng nữa đức thầy gọi linh hồn đến kỳ thi danh thầy chạm bản trên đài cao, gọi các linh hồn để gọi linh hồn mình để nhập vô cái thân Bích Ngọc đó, đặng mình sống cái đời thương tổ tới, chứ không. Yeah. Cái thuyết Phật được ghi lạc ông về đó là ông thất ba chẳng pháp, ai gì cực lạc thì là dài. Ông một đoạn thứ nhất là bao nhiêu ức linh căn đó nghe. Yeah. Ông có đọc qua rồi tới cái người mà không có căn gì Phật rồi thì sống đời thương cổ lại, vì mình phải làm sao mình mới sống đời thương cổ. Đức thầy dạy mình cái gì, mình có giữ giới không, tám điều răn cấm, mình có tu hành này kia nọ không, thì mình có sống đời thượng cổ tới nè. Cư trần bất nhiễm là người thánh nè, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền, mà người mình không có nhiễm gì trơn, mảng rác mình hưởng nè, nhà dạng nóc người xem mỏi mắt ta. Mày giờ lo niệm Phật đi, lo niệm Phật, lo giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không đồng hừng giận chẳng dạ gắt ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng có chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, để gây mối thiện duyên lần lần, trí huệ mở mang cõi lòng sáng suốt, đó là màn vô minh nó diệt. Mình trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Bây giờ mình sống cái đời thượng cổ tới là nhà dạng nóc người xem mỏi mắt. Thầy sĩ nói nghe, bởi vì đức thầy mình sống trong cái đời thượng cổ, mình mang cái thân Bích Ngọc rồi, cái thân Bích Ngọc nó đẹp tuyệt vời rồi, mình như tiên rồi, mình ở nhà tiên, nhà dạng ngốc người xem mỏi mắt. Bây giờ hồi giờ mình không có nhiễm gì chứ, có tiền cái làm phước hết trơn nha. Bây giờ Út hơi nổ nha, đậu nước đậu này cũng có, thuốc tây cũng thí cũng có, mà thuốc ba bài cũng có, mà cái nhào cũng có, mà khế ngâm nấy gần đó nha, là chị dịch thổ trắng nè, như thể tên bay đường dinh nhục buổi mai một lát, ai phú quý chờ vào đài ra cát, ta điên khùng thương hết thế trần đó. Bây giờ gấu chính cả nó, bây giờ hỏi chứ có mỗi phút mỗi thai không? Ủa lại nước chúng mình không? Rồi mình sẽ đi vô cái cổng cả vòng trong lỏng cửa trời, người hung khó tới đổ vợ hiền lương. Yeah. Rồi ông phát ông ba ông về ông xét đạo nè, ông ba ông trao cho mình một tấm giấy vàng là nếu mà để Bủ Sơn Kỳ Hương thì con giật cuốc rồi. Thành ra giấy vàng không à, cái con chung vô cổng cả vòng gì nè, cây nó ứng lên bốn chữ Bổn Sơn Kỳ Hương, thì cái con lên xe lon xe vua, chừng ấy xe tiên thấy dép dài, cái rước con về ở trong cầu số 5 nè, từ số 5 mình ngoài này nè nghe. Yeah. Số 5 ngoài này là mấy cái số ngoài này nè, mười mấy cái số ngoài này nè. Yeah. Cấp đó là lúa bay về núi dành thần ngày sau đó, con có nghe không, mấy anh nói thiên cơ có không? Yeah. Cấp đó là lúa đó cho mình ăn, là cho những cái người mà nó nổi lên bốn chữ Bổn Sơn Kỳ Hương rồi đó, đó là cho mấy người đó ăn, mà mình có được tốt phước là mình ăn, còn mà đứng ngoài lòng phép thì dễ đâu được vào. Bây giờ đức thầy ông nói nhìn được trời lửa cháy lưng miên rồi cậu hai ông nói thì quá là thị quả thần lung bao trùm người tu, ở trong đó duyên gió mát mùa thu, những người bao ác không tu đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Vậy con ở trong cái ngoài cầu số 5 nè, ông ba ông nói cầu số 5 ông giới thiệu đàng hoàng ba thớ nghe, chừng nữa mình được lấn giấy vàng rồi mình mới vô. Mới vô cầu số 5 này là cấp đó mình mới ở chúng đó, mình mới được thị quả thần luôn bao trùm nè, rồi mình được ở chừng đó bốn hương có giặt nè. Bây giờ cái trụ của con không ngay cầu số 5 sao con dòm bốn hương có giặt, nó cát nước lên nó dậy lên bốn hương có giặt khắp hoàn cầu này, thiết thiết tha tha dậy sớm màu kiếm chữ mọi ha, thì Phật cứu khỏi nơi khó lửa, tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mới màu. Thành ra mình có cúng lại sớm chiều không, rồi mình có ăn chay niệm Phật không, thì mới được thì quả thần lung bao trùm mình ở trong đó như gió mát mùa thu nghe, những người bá không tu đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào à. Dạ. Rồi còn mới đứng dòm bốn phương nào cũng có giặt hết trơn á. Thành ra bây giờ mình ở chỗ đó mình mới thấy, còn những người mà không ứng lên bốn chữ Cũng Sơn Kỳ Hương là đi qua bên này, qua anh này kẻ gian ác bị gươm ba thước. Dạ. Nơi pháp tràng chỉ kẻ hung đồ,
được thánh thơ nhờ chữ Nam Mô. Mình Nam Mô Phật, mình lên salon sư vua. Còn mình gian ác đi theo mấy người hiền như thầy có lan mà. Dạ. Người hung chết rất chặt đàn thập thê. Dạ Út, cho con hỏi ví dụ mà thầy nói trong thánh lý giáo lý bảo Út, thầy nói là chay 4 bữa ấy là quy tắc của cái cùng với chúng sanh. Bây giờ mình không ăn 4 bữa nổi rồi mình làm phiền gì đó, rồi sau này mình tu gì đó không ít chút lại nữa mình có được vô hội hoặc là về tòa hội đức gì không? Cái đó là chắc không có, bị thấy trong giảng biểu gì mà con làm khác biểu hỏi liền đâu nói. Mày nó chay 4 bữa là quy tắc, không biết quy tắc là thế nào không? Yeah. Quy tắc là người mới vào đạo phải ăn 4 ngày. Rồi bây giờ á, Đức Thầy mình đã là dạy 4 ngày mà Đức Thầy mình vắng mặt là năm 47 rồi. Mà tại sao tín đồ Phật giáo họ không chạy trường đa, rất đông luôn. Yeah. Là ngoan mà. Là người ngoan. Con ngoan. Thành ra cha mình không có nhà, mình làm chu toàn. Tứ ăn mình làm tu toàn. Phải không? Trai lạc đàng hoàng, công phu bái sám muốn cho nên khuya sớm chuyên cần lòng chí nguyện sở cầu Phật Pháp. Đuốc thiền lâm phương đông cho ánh vớt hồn người vượt khỏi sông mê. Thành ra con không cúng sao mà vớt hồn con vượt khỏi sông mê. Thấy không? Gian tà hồn sát cũng tiêu nghe. Thấy ở ngầm. Ủa? Đức Thầy không nói đến kỳ thi danh thầy chậm bản trên đài cao gọi các linh hồn, đã gọi linh hồn mình nhập vô cái thân bích ngọc. Mà này gian tà nó mất tiêu trơn, hồn sát mất tiêu sao mày vớt ở đâu mày nhập ở đâu? Dạ đúng rồi. Bây giờ con phải có cái hồn, con tu ít là con phải ăn chay kỳ. Dạ đúng rồi. Đặng tôi mong người tu tỉnh rất nhiều cũng hay. Là con hoàn cảnh con khổ, con không có ăn chay trường được, con ăn chay kỳ. Bởi vì con người quy tắc đạo Phật giáo hòa hảo, ăn 4 ngày. Phải không? Dạ. Mà con ngoan nữa là con ăn chay trường. Bởi vì Đức Thầy, ông đi mình ở nhà mình là chay chuồng nè. Bằng tứ ân, tôi nói giỏi, Phật giáo hỏi giỏi cực kỳ luôn. Lễ lộc cực kỳ luôn, thông đồng cực kỳ luôn. Là các nội lễ nào mà thấy tín đồ giáo ta làm không? Nước bánh cơm nước đầy đủ nè, không đồng khâm, bốn phương tụ lợi rần rần rần, ông Nguyễn nào cũng rần rần luôn. Là cái đó mới ngoan, người hành đạo mà. Đó, rồi con phải có hành đạo mới được. Thương trần ta cũng ránh thề, đặng cho trần thế liễu bề, tu thân tu hành mà chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Thành ra con cũng không có ai tu còn sát, còn hồn mới ngoan thì con giờ không có sát. Thì con cũng còn cái hồn. Hãy am đặng Đức Thầy ông gọi trên đài cao ngày lập hội long qua, thầy ở trên đài cao gọi các linh hồn mà có tao vô có út vô cái mừng dữ lắm nha. Là ông nhập vô cái thân bích ngọc đó, đó là nói về út khoái rồi. Út khoái cái nghe gì cái cảnh thông hướng thành thơ. Út nói ví dụ vô nghe chứ út lúc nào đêm nào út cũng giấy chết chân, đêm nào út cúng rồi út niệm Phật cũng hầu hướng rồi cũng quyền thật tổ ông bà cha mẹ tới út xong út giấy cho ba tánh dặn dân xong út giấy tới út nè, tu là cho con an lạc niệm Phật chết biết ngày giờ. Thấy không? Nó bết ngày giờ Đức Phật cước về thế giới cực lạc. Nhưng con chưa đủ đức gì cực lạc, con ở cõi ta bà này con nguyện làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tâm lòng cho trong sạch. Yeah. Đó, rồi bây giờ mình không có đủ đức cứu mình thì về Phật thì cứu linh hồn nó nhập vào cái thân bích ngọc đó rằng mình sống ở đời thần cổ tới. Ông cổ tới là con thấy không nè. Cái của mình đó là ở đây mình thấy khổ phải không? Bây giờ nữa sống đời thần cổ con có cái trái dừa á. Cái dừa của cái đời trước, thượng cổ trước đó nghe. Bây giờ còn cái vỏ trên chùa Tâm Bủ người ta có thờ đó. Cái vườn với trái dừa vậy đó nghe. Còn bây giờ khác lắm mà, đời Thương Quân để là khác lắm đó. Bề ngang 8 tấc, bề dài 1 thước 2. Lúa thì không gắm mỡ đâu lăn về. Anh sĩ nói phải không? Rồi thân có coi cái cây giải luôn, ông vua không có cây giải. Bên hết cơn bị cực tới hồi thớ lai. Bây giờ người ta đi các nhà tình thương tình nghĩa, tay đúng cây đúng cối người ta đi mặn, mình làm đây cũng thức khuya dậy sớm, mình làm việc không đồng. Rồi nữa cũng ban cho mình đi ra chọn giải bận, có cây giải. Mình chọn giải như mình đi chi tôn mình mua vậy đó. Mình chọn mình ai muốn bận nào bận nghe. Rồi có kho vàng, kho bạc ở trong cái đó. Cái ông Đức Bổn Sư ông nói nha. Cái đèn phải mặt chùm Đức Bổn Sư nói. Là mình được ông vua ông phát cho mình hàng tháng. Cũng như người ta cực khổ nó bằng công ty tới phát là lĩnh tiền. Còn mình tín đồ Phật giáo hòa hảo, Đức Thầy ông dạy mình là bằng không đồng. Tu tứ anh, thấy không? Cái không mà có. Thì cái có của tu là cái đời thân cổ đó. Tôi quả quyết là lên đây cộng bạn nói chuyện là thấy mấy ông đạo, mấy ông còn gành hơn mình nữa. Yeah. Mà mình nói có đúng không là ông nói mình nói bậy. Yeah. Để cho ông đạo ông chỉnh mình chứ đừng nói mà nói dốc nói lá. Dạ, yeah, thầy bốt trong giáo lý thầy đốt, thầy có nói là câu kìa nằm xuống ngủ. Chinh bóng xế về Tây, đấu nhìn chẳng thế chắc thay ê hề. Đó là chinh chinh cái gì tay là ngũ ý. Thầy nói đoạn văn này thế nào với mà cốt
Mình thì không có thuyết trình giống ông Tư Phương là Úc Đàn gì hay là ông Bùi Trung Hậu đồ ha, với mấy ông Điền đồ đó, ông gì đó mấy ông đi có tra từ điển mấy học đạo chơi nha, mấy ông giải hay lắm. Còn theo mình biết cái mỹ của tôi thầy nói em chinh chinh bóng xế về tây, thế vậy tôi thầy ông nói là Quỳnh Hôn á là chiều về tây, bình minh là sáng, mà ông nói với mình là nó đã hết đời rồi, ông biểu là nó sẽ lặn về tây à, chinh chinh bóng xế về tây thế nào mặt trời cũng lặn hà, là nói người già nhúc đi là phải lo tu đi, một lát mình chết rồi chứ đừng nó tới đời. Ông nói câu này là con còn trẻ, tất cả những người còn trẻ là phải tu gấp gấp, tu mau mau để không thôi là mình chết đó, chứ không phải là cần thế mà sát thay ê hề là sát thay ai, sát thay mình đó, chứ không phải sát thay ai đâu. Bị gì ông nói nam bắc ê hề đất chở thay, nhân vật người phần hao bảy tám thần tiên thế vị cũng trong mày đó, thành ra bây giờ là mình trong đó đó, sát thay nó ê hề đó, chứ không phải nói chuyện chơi đâu. Bây giờ con ngồi đây nè, ngày nay chưa biết, ngày mai yên tĩnh, mà ngày mai thẩm sầu, con có biết là Nhật Bổn nó làm gì con biết con tản cư không? Rồi con có biết Thổ Nhĩ Kỳ mà nếu con biết con đi tản cư rồi. Bây giờ chỗ này núi lửa mà cháy tản cư nè, là Út có coi cái clip tản cư nè. Là ông đó, ông con ổng nè, còn thằng nhỏ nó kéo đồ nè, người ta chạy nghẹt hết trơn luôn, người ta chạy lửa cháy đó. Thầy Đức Thầy cũng nói cha nọ bồng con vợ khóc òa, tan nát xóm riềng khổ dữ a, nhà không kẻ ở, âu nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Cái mình nói nó dốc nơi em đạo, nó dốc nơi đâu, mà bây giờ núi lửa nó chạy nó có giác không, có giác con nó không, mà người ta có chạy ào ào không, coi đi rồi biết cái gì. Tôi bị gì, tôi là phái Bửu Sơn hơn Phật giáo hảo, thầy tôi nói vậy đó. Thành ra bây giờ tôi thấy chưa thấy Việt Nam mà tôi thấy thằng kia ông chạy cũng giác con, ông chạy vậy đó, cha nọ bồng con mà vợ khóc òa lên, tan nát xóm riềng nó cháy, tan nát xóm riềng khổ dữ a, phải không? Có cháy nhà không kẻ ở, âu nói trước, cây trồng cái cuốn đồ thơ đụng sư nói gần dữ lắm luôn, là nói đàng hoàng nếu con không đi ra bốn thẻ thì hôm nay đá nó bay mình để đầu mình sao, đá nó lấp mình ở trong vòng bốn thẻ nè. Có thầy thầy ông ba ông nói bây giờ như thể chim bao, mình sống như chim bao vậy, tam thinh là ba tiếng sấm nổ, tam thinh thấy biển rầm nao động thình, hiền lương binh thật độ mình, bảo tàng mất hết thả hình tôi xong, âm binh nó rao khắp thinh không. Ba đêm trước việc minh mông cứu người, núi tan đất sụp bớ người, di sơn đảo hải cho người không tin. Bây giờ không tin đi, mà kêu ba đêm mình mới đi nghe. Là trong phái Bửu Sơn thì hương đồ Phật giáo, ai ăn chay giữ giới, ai giữ tam điều đang cấm, mình được nghe kêu chơi mình đi, chứ mình chạy lượt người ta cho chết hay gì. Ông Phật thầy ông nói ghe nó đuôi từ mặt dưng tới lá ông tà rồi, thấy không? Rồi bây giờ là bỏ ghe bỏ xuồng chạy, mình lót đường cho giặc rồi như Út dài sẽ không chạy được. Út phải tu chân chánh, Út phải làm từ thiện, Út phải tu theo ông thầy, ông dạy mình cho ngoan, đặng kêu mình ba đêm đặng mình đi. Chứ đâu để con hô men nó dây mà chạy. Người ta dạy chạy á, Út tự nhiên khiến gì không sợ chứ. Út xôi nó gì nó mua hết trơn, Út xôi giò sáng bán đó. Rồi nó dạy giặt cho đã không có mẹ gì à. Nó về nó ăn xôi nó đôi bụng nó ăn hết trơn, trời phi Út mang xôi trắng bán. Là Út có rồi, nó dạy bên đây nè. Nó miên chăm sóc này, nó dạy ở đây nè, xong bơ xuồng qua thì nó bưng bia bưng xuống, nó bơ xuồng nó đi, rồi cổng con chạy ra ông ta nè. Bởi giờ nội cái điểm đó mình cũng biết rồi, Đức Phật thầy ông nói là xà tón cho tới sinh ông, phải không ông ta, ghe mặt dưng nấu đuôi tới lá ông ta. Thành ra bây giờ sự nghi nó khiến không, nó chạy đường này nè, nó chạy đường này quá trời, nó lòi đồ ông chạy, là ông chạy ra đây nè đó. Thành ra bây giờ mình không có biết, mình Nam Mô Di Đà Phật á, mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, cũng lại nghe thầy dạy dỗ mình âm binh rao khắp thinh không. Ba đêm trước việc minh mông cứu người, tu là có nói về tâm linh tu tin có đó thôi, để nữa người ta kêu tôi. Chứ còn quý vị biết không, tôi giấy mỗi đêm tôi giấy tôi chết không, không ai gan mà tôi, bị tôi già quá là tôi giấy cho người này người kia xong rồi tôi giấy tu. Tôi là Nguyễn Thị Thọ, 71 tuổi, ấp Tân An, xã Tân Lập, Tân Biên, cho con tay qua nặng khỏi bệnh tật tiêu trần, sống an lạc, niệm Phật chết biết ngày giờ, Đức Phật Di Đà nước về thế giới cực lạc. Cho đêm nào cũng giấy chết trơn, tôi giấy cho tôi chết mà biết ngày giờ, đặng Phật rước tôi đi cho rầu, cho tôi cái cảnh phong ba biển chuyển đổ giờ, gia căn này tôi chịu không có nổi rầu. Tôi nghe qua ốc nó nổi dựng tóc cấy rầu. Bởi vì nó nói gì đó, đời Thượng Nguyên với Thận Thái Hồi Long Hoa nói là thất sơn màu nhiệm, tôi có coi trên của Dương Kim và Thanh Sĩ đó, viết đó, viết đời Thượng Nguyên đó. Dạ, sẵn đây hỏi của Út luôn nghe. Ông sầu sao mới thấy được nhà tiên cử thánh.
cái chương trình của mình là đức thầy ông dạy vậy đó. Bốn phương có giặt á thì chừng nữa nó đủ giặt hết trơn, xong có được cái cuốn đồ thơ của Đức Bổn Sư á. Đức Bổn Sư là cũng truyền kiếp của đức thầy mình, ông nói là tới chừng đó kêu lên nó hen là nó quánh từ nó qua từ cái Hà Tiên qua núi quất nó qua luôn nghe. Rồi ở trên là Tây Ninh nan, bên Lào nó qua nghe. Là bốn phương có giặc nó qua dữ lắm luôn. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu vậy nó mới có chết người ta, cái người hung nó mới chết. Chứ bây giờ anh tôi nè, bây giờ tôi nói quý vị, quý vị nói về tâm linh anh tôi đó, anh đi lính ngụy đó. Mà tới ngày lãnh lương trên núi Tô, nó biết ngày lãnh lương, lính lãnh lương nó pháo ngay chân chỗ lính đó. Thấy pháo hay không? Đó, pháo ngay rồi cái ai cũng nằm dạ xuống gì nè, anh tôi về anh tôi nói, anh tôi anh niệm Phật cũng lại dữ lắm. Mà anh ăn chay, mà anh nói tao ngồi gì nè bay. Bữa lãnh lương tao tưởng tao chết rồi, nó pháo ngay chân người ta chết nằm bị thương quá trời quá đất à. Mà tao ngồi kiết già thẳng lưng vậy nè. Tao niệm Phật mà không trúng đạn ống chứ. Màu nhẹm vậy đó, thành ra tôi nghe anh tôi nói thì tôi cũng già rồi, giờ tôi biết chạy đâu mà tới chuyện tôi không biết cái gì trơn trời. Tôi giờ tôi chỉ biết là giữ tâm an lạc mà niệm Phật đi, niệm Phật đặt Phật lo cho mình, thành ra không có ai bằng Phật cứu mình trơn á, không có ai cứu mình trơn, thẳng luôn chỉ Phật cứu thôi. Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy của kẻ của mình, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nặng tay cũng thoát như không. Thành ra mình phải tin lục tự trì tâm là muôn pháp nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Thành ra mình chỉ niệm Phật, ăn chay cũng lại làm phước làm lành. Mình thấy tâm mình á, phải giữ tâm mình cho ngay. Coi mình có đi tài xế phải cẩn thận, mình lái coi mình có lát nó có bị gì không. Mình cẩn thận rồi, đâu có phải tôi ghé bên đây danh lợi, tôi ghé bên kia. Thành ra nó mắc cái này, mắc cái nọ, mắc cái kia. Thành ra nó thua. Con thỏ như con rùa, nó lo như tôi, con rùa lo như tôi. Mò đi hoài, mình đã biết mình đi chậm rồi. Mò quyết chí đi hoài, con thỏ nó nói nó lát nó chạy mấy hồi nằm ngủ đã luôn, rồi nó ghé nó chơi gần lát nó đi mấy hồi đi, nó bỏ rùa thích nó xe đậu, nó nói xe đậu và rốt cuộc nó hững hờ rồi cái nó ở lại rồi con rùa nó tới trước à. Thành ra mấy trình cái đó tôi giác tôi là già cả rồi, tối ngày niệm Phật làm phước làm lành, mò như rùa vậy đó, chứ đừng có ỷ giống thỏ. Còn thỏ lát nữa nó nói gì vậy, lát nó thua rùa luôn. Thành ra bây giờ mình đừng ghé đâu chân á, tu mau kẻo trễ hở người ơi. Long hậu trường thi đâm ở rầu, chiến chót thiền từ rần tắt bến, trần chờ lỡ dịp ắt chơi dơ. À quý vị bên đâu lằn tên mũi đạn á, là mình không biết đâu mà tránh đâu. Thành ra cái ăn thua cái đức cái phước của mình nè. Cái đức thầy ông nói cái phước của mình nè. Tu thật tâm thì được thánh thơ, thì tu giải dấu thì lao thì lý nè. Đó mình bây giờ đức thầy ông nói mấy ông kêu hỏi thầy nó tần khởi trốn đâu thầy. Thầy nói trốn gốc bạn thiền mà chạy cầu bốn mặt á. Phải không? Tôi ôm mộng này hồi tôi còn nhỏ xíu tới giờ tôi kêu lời tôi cúng hoài luôn. Tôi cúng bốn mặt là bốn hướng nè, để nó bốn hướng có giặc. Trốn góc bằng thiên trốn đâu? Ủa tới lát tới đó còn ra bằng thiên trốn mà vậy? Phải không? Đâu phải tới góc bằng thiên đâu trốn, hồi đó tới giờ con trốn góc thiên là con cúng lại đó. Gọn lát cái chư thần ta kêu con nó đáp lại là cái chỗ âm thinh rao khắp. Âm thinh rao khắp thinh không đó. Ta đêm trước việc minh mong cứu người. Bây giờ phải đáp lại cái là cho con vững cái niềm tin là âm thinh ta rao là ta cúng con chỗ đó đó. Con cứ ra bạn thiền cúng hoài đi, chẳng phải tới chuyện ra bạn thiền đâu. Thầy con được kêu ba đêm người ta dẫn con đi. Bây giờ người ta nói chạy đâu à, gạo tích chữ à, mì tích chữ. Ủa tấu trời tấu đất như ông Phật nó không có chặt đâu. Đó bây giờ tôi có coi cái clip đó rồi, mà tôi đâu có nói vậy đâu. Thôi giờ ai chi việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thánh. Đó chừng lập hội mới biết ai còn ai mất. Giờ chưa phân chưa biết chúng ta đâu. Vị kỳ xã tội nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hướng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống kia hướng nấy. Gặp giảng kinh trần cứ hờm làm ngơ, người ta đâu có biết đâu. Còn có coi, con có coi với bóng cầu thùng của Phật Trùm, con có coi Phật Thầy Tây An, rồi có coi ông Đức Bổn Sư, con coi Đức Quỳnh Giáo Chủ, con gửi ông Phai, người ta mới hiểu, người ta mới tu. Còn mình làm ngơ, mình không coi, tự nhiên mình tới chuyện mình, để sau đến việc tả tơ rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lợi cho thành gió mưa. Ủa người ta có duyên với Đức Phật, người ta giác ngộ, người ta tu, Đức Phật ta kêu ta làm gì ta làm đấy nha.